Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Hôm nay tôi sẽ nói về tuổi Tuất. Tuất là một trong tứ khố cùng với lại Thìn, Sửu, Mùi. Khố là một loại thương khố đại diện cho đất đai, nhà cửa. Bản tính của Tuất: lầm lì, háo thắng, luôn muốn chứng tỏ thành quả của mình. Từ hàng ngàn lá số trong hệ thống, tôi có thể nói rằng người tuổi Tuất hoặc là sinh tháng Tuất là người rất là có máu kinh doanh buôn bán. Nhưng trong một tập thể hay trên thương trường, họ chỉ nên đứng thứ hai, không nên đứng thứ nhất. Có nghĩa dưới một người trên vạn người. Tuổi Tuất sinh năm 82, 94 và 2006. Tuổi Tuất sinh vào mùa xuân thường là dư mộc và thiếu kim. Sinh vào mùa hè thường là dư hỏa thiếu thủy. Sinh vào mùa thu là dư kim và thiếu mộc. Sinh vào mùa đông thường là dư thủy và thiếu hỏa. Tuổi Tuất lưu ý, khi mua nhà hoặc thuê nhà, không nên chọn nhà ở hướng tỵ. Tỵ là một góc trong đông nam. Nếu chọn nhà ở hướng tỵ, cửa nhà ở hướng tỵ sẽ phạm phải vong thần. Vong thần chủ về thị phi và điều tiếng, gây ảnh hưởng đến tinh thần, rất là khó để ở. Tính cách người tuổi Tuất: tuy tuổi Tuất là một trong tứ khố nhưng mà không như Thìn và Mùi. Tuất rất là háo thắng, ngấm ngầm chứng tỏ thành quả bản thân của mình. Dù thành quả mình làm được, không vì lợi lộc gì hết. Tuổi Tuất có một tính tốt là khó khoanh tay đứng nhìn khi người khác bị bắt nạt. Người tuổi Tuất có tâm địa tốt, lương thiện, họ luôn làm việc hết mình. Ở họ luôn có lòng kiên định nhất định. Tuổi Tuất khó mà kiềm chế trước cơn nóng giận của mình, tuy nhiên họ không hề để bụng. Những người này sống rất cẩn thận, ít đặt niềm tin của mình vào bất kỳ ai khác. Họ kiên định, có lập trường riêng của mình, không dễ bị người khác xao động. Điều đó khiến một người tuổi Tuất dẫn đến sự bảo thủ và trì trệ, nhưng họ có khả năng chịu đựng áp lực rất là cao, vượt qua mọi. Trước khi họ nhận lời giúp đỡ ai đó, họ cân nhắc rất là kỹ, cân nhắc xem người này có thật sự là đáng giúp đỡ hay không. Bởi có những người luôn ỷ lại người khác, thiếu đi khả năng tự lập. Công việc người tuổi Tuất: ngay từ nhỏ họ đã có rất là nhiều ước mơ và hoài bão về tiền tài, càng về sau càng thịnh vượng. Họ sớm trưởng thành, sớm rời xa vòng tay cha mẹ để tự lập. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn và già dặn hơn những con giáp khác. Vốn là những người thông minh, hiểu được thiên cơ, nên bất kỳ hoàn cảnh nào họ cũng tìm cách vượt qua, tìm cách kiếm ra tiền. Đối với những người tuổi Tuất làm nghề kinh doanh, tuy bận rộn lo toan với công việc nhưng số tiền họ thu được khá là lớn. Trong đầu tư kinh doanh, với người tuổi Tuất phải tích tiểu thành đại mới thành công. Đối với họ, không gì quan trọng bằng danh dự. Cuộc đời của những người tuổi Tuất trải qua rất là nhiều gian truân mới trở nên thành đạt. Một số người tuổi Tuất rất là thích đi du lịch đây đó. Tuổi Tuất không phải là người ham mê quyền lực và tiền bạc. Trong vẻ ngoài của họ có vẻ là lạnh lùng và ít nói, nhưng họ là một người sống rất tình cảm. Chất liệu sống của họ được tạo nên từ tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân xung quanh. Tình duyên tuổi Tuất: đối với họ, gia đình và danh dự là hai điều đáng quý nhất của một con người. Họ rất mẫn cảm và nhạy bén trước tình cảm của ai đó và thổ lộ khá là bộc trực. Song đa phần những người tuổi Tuất thường sống theo nội tâm, ít chia sẻ tâm tư của mình với người khác. Điều này cũng là nhược điểm của họ. Khi muốn thổ lộ tình yêu với ai đó, dù có bận rộn đến mấy, họ vẫn cố dành thời gian chăm sóc cho gia đình, những người thân yêu của mình. Nhìn chung, người tuổi Tuất có tình yêu khá trung thực và thẳng thắn, được mọi người công nhận và tôn trọng. Trong những lúc khó khăn, gia đình và những người thân
là nguồn động lực lớn để họ vượt qua gian nan thử thách. Nữ tuổi Tuất là những người hoạt bát nhanh nhẹn. Họ thích tham gia những hoạt động nhóm, tham gia những chương trình thiện nguyện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Những người tuổi này hầu hết khi kết hôn đều là vì tình yêu. Nếu là nữ, họ rất trung thực với chồng, luôn cố là điểm tựa tốt nhất cho chồng. Cô nàng này rất tôn trọng vẻ ngoài, họ ít khi ra đường với vẻ ngoài lượm thượm. Họ là những người giỏi giao tiếp, vì thế họ được nhiều người yêu quý. Nam giới tuổi Tuất, họ quan niệm về cuộc sống gia đình khá nặng nề và khăng khích. Trong mọi trường hợp, họ giang tay bảo vệ gia đình mình hết mực. Và đôi khi con cái họ làm sai, họ bênh vực một cách mù quáng và cực đoan. Tuổi Tuất kết duyên cùng tuổi Dần, Ngọ, Hợi là những mối nhân duyên tốt. Sinh năm Tuất, nếu mà ở trụ tháng ngày giờ có thêm chữ Tuất là người có sao hoa cái. Sao hoa cái chủ về thông minh, tài hoa, sáng dạ, phù hợp ngành nghề mỹ thuật và nghệ thuật. Nếu các ô còn lại có chữ Thân là người có sao Dịch Mã. Sao Dịch Mã chủ về biến động, xa quê hương, đi xa, làm công việc xa. Ở tháng ngày giờ nếu mà có chữ Mão là có sao Hàm Trì. Sao Hàm Trì chủ về tình dục, đào hoa, nhân duyên, khéo ăn nói. Sao Hàm Trì phù hợp ngành nghề giao tiếp và kinh doanh. Người xưa cho rằng biết mệnh mới có thể cải mệnh. Nếu chỉ xét theo năm sinh còn rất là nhiều hạn chế. Ví dụ người sinh năm Tuất, sinh vào mùa xuân và hè thường là dư mộc hỏa cần kim thủy. Người sinh vào mùa thu đông thì dư kim thủy cần mộc hỏa. Đây là thuyết cải vận, bạn có thể tham khảo thêm tại website phongthuykhaitoan.com hoặc là xem các video sau của tôi. Hãy nhớ theo dõi kênh Phong Thủy Khải Toàn qua Facebook và YouTube. Cảm ơn các bạn đã xem.